Rồi, em Thắng xin kính chào với bà con cô bác ha. Thì buổi tối ngày hôm nay em lên một ít đồ nghề mới vệ sinh xong ha. Giờ anh em mình xem có cái món nào phù hợp với mình thì mình chốt giúp em. Và anh em thì sẽ có hai hình thức giao dịch ha. Chuyển khoản em bao ship, ship code mọi người gửi thêm cái phí vận chuyển giúp em. Rồi, đầu tiên thì em giới thiệu cho mọi người một cái bộ lục giác. Cái bộ này thì buổi trưa em có bán rồi. Thì chiều nay em mới về thêm một cái loại, đó là một cái cây 1.5 nữa. Thì những anh em mình hôm trước mình ở trưa mình chốt trước á, mình chốt đầu tiên á, thì em sẽ tặng cho mọi người cây 1.5 luôn ha. Còn cái này là em mới về thêm này, nên là một bộ của mình là 7 cây của hãng Vercel nha mọi người. Thì 7 cây này là có ba cái chữ, ba cây lớn là người ta sẽ để Make in Japan nha, còn mấy cây nhỏ thì nó nhỏ quá người ta không có dập được cái chữ đây. Bộ này thì nó có 7 cây đầy đủ thông số mà anh em mình dùng luôn nha mọi người. Đầu tiên cây nhỏ nhất của mình là cây 1.5 này, tiếp theo là 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 nha mọi người. Đây, đầu tiên là cái cây lục giác 6 ly này đó, Vercel Made in Japan nha anh em. Nó dập chìm nha, chứ không phải nó khác laser đâu. Khác laser thì anh em mình kêu ấy, nhưng cái này nó dập chìm nha. Đó, nó dập chìm này, 6mm Vercel này ha. Cái bộ này cái cây dài nhất của mình thì nó tầm khoảng là 18 sen á, là cái cây 4 ly ha. Còn lại mấy cây kia thì tầm khoảng là 15 sen nha anh em. Nó ngắn ngắn thôi chứ không có dài. Đây, đó. Cây dài nhất của mình là nó dài được là 17 sen này. Còn những cái loại kia thì nó tầm khoảng là 12, 13 sen, 14 sen gì đó ha. Đó. Đây, có 3 cây 4, 5, 6 này. Thì 3 cây này là nó có dập chữ nha, tại vì nó bự nó dập được này. Còn lại 4 cây nhỏ này thì nó không có chữ. Đó. Nhưng mà rất hay ha. Một đầu của mình là đầu lục giác, còn một đầu của mình là đầu bi. Tất cả đều chưa có xài nên mình an tâm ha, không có mòn miết gì đó. Đó. Đây. Tổng cộng là 7 cây nha mọi người. Đây, thông số em sẽ đọc lại cho mọi người nha. 1.5 này, nhỏ nhất là 1.5 này, 2 này, 2.5 này, 3 ly này, 4 ly này, 5 ly và 6 ly nha anh em. 7 cây. Rồi, cái bộ 7 cây này thì em phân ra cũng được là vài bộ á, 4 5 bộ đó, thì anh em mình cứ chốt hôm nay. Chiều nay thì em có đi lấy thêm mấy cái cây 1.5 á ha. Nói chung là để đủ cho anh em mình xài luôn. Thì cái này thì em thêm 10.000 ha, là hồi trưa là bộ đó là 80.000, thì bộ bây giờ là 90.000 nha anh em. Đó, 90.000. Nếu mà anh em mình không có mua đồ nghề thêm á thì mọi người chuyển khoản giúp em 100.000 em bao ship ha. Ship code cũng vậy nha, ship code thì 100.000 bao ship luôn. Còn chuyển khoản cũng chuyển giúp em 100.000 em bao ship nếu mà khách quan. Nói chung là còn nếu mà anh em mình mua hai bộ thì 180 bao ship. Đó ha. Hai bộ thì chỉ 180 là bao ship thôi, không có cần cộng thêm 10.000 phí ship đâu. Tại vì cái này thì nói chung là bán cũng vui, không có lời đó anh em. Những cái hãng Vercel này là cái hãng khá là nổi tiếng ha. Và cái này nhà máy nó gia công tại Nhật nữa ha. Đây, Made in Japan này, Product of Japan này ha. 7 cây chỉ có 90.000 thôi anh em ha. Vì anh em mình để dành trong gia đình dùng. Đó, thì mã số của mình là bộ lục giác Vercel 90 nha. Bộ lục giác Vercel 90 giá của mình là 90.000 một bộ. Thì cái này thì em cũng còn có ba có mấy bộ chứ cũng hết hàng rồi, chứ không có nhiều đâu anh em ha. Bộ lục giác và sale 90.000. Tiếp theo thì em có hai cây hoa thị nha. Bộ này có hai cây nha, hai cây này cũng mới chơi xài nè anh em. Nó có để thông số này, đây là của hãng Vercel Japan nha anh em, Vercel của Nhật nha, mới chơi xài nè, Vercel Japan. Một cây của mình là T15, một cây là T27, thiết kế kiểu dạng anh chị anh lời ha. Có đây đó, cây T25, cây T27 ha. Rồi, hai cây này mã số của mình là C89 ha. C89, hai cây này em để giá cho mọi người là 60.000 ha. C89, hai cây 60 nha anh em. Đó, C89, hai cây 60. C90, cái này cũng hai cây, nhưng mà hai cây này là hai cây T27 hết ha. Anh em mình mua để dành dùng ha. Vercel Japan, hai cây này là T27 hết. Đó, chưa xài hết nha anh em. Chưa xài hết ha. Đó, chiều dài của mình thì nó tầm khoảng là 15 cm. Đây, chiều dài của mình tầm khoảng 15 cm ha. Đó. Rồi, hai cây này cũng tương tự nha, C90 60.000. C90 60 ha. Đó, hai cây ha. C91 thì bộ này có 3 cây này. Bộ này thì nó sẽ gồm có là một cây T15 này, một cây T27 này, và lớn nhất cây mình là cây T40 nha. Đó, cây T40 ha, ba cây đều của Vercel Japan hết. Đó ha. Đó, cái cây
có cái cây này thì nó hơi cong cong tí không vấn đề ha, nó nên về mình uống lại thôi. Còn cái cây T40 này nó rất là dài luôn, nó dài được là tới 20 cm ha. Ba cây này 100 nha anh em. Đó, ba cây này 100.000. Đào bông ha, đào hoa thị C91 ha, 100. C92 em có một cây khẩu lẻ ha. Một cái khẩu lẻ 1/2 của thương hiệu Tone nha. Cái này là anh em mình bán ốc 17 ly ha. Bán ốc 17 mm của Tone Spence. Thì anh em mình đang cần cái cầu khẩu 1/2 này thì mình chốt giúp em con này giá 40.000 nha. Đó, con này giá 40 ha, một con khẩu lẻ ha. Mở ốc 17 nha anh em, C92 này, 40. C93 thì mình nguyên một bộ nha, nguyên một bộ 1/2 luôn nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 khẩu nha anh em. 9 khẩu. Đó, 9 khẩu này là chân 1/2 hết. Thông số là em 10 ly nè, 11 nè, 12, 13, 14, 15, 17, 19 và 22. Đó, 9 khẩu rất là thông dụng ha. Rồi đâu. Và nó nhiều hẳn nha anh em, nhiều hẳn của Nhật nha. Đó, đầu tiên là tất cả đều khẩu 1/2, con này còn khá là mới của thương hiệu SK11. Đó, đây của SK11 10 ly. Đầu bông ha, con này còn mới đẹp nè. Rồi. Con thứ hai là con 11 ly của Nhật hết cho anh em, con này là 11 mm của hãng Hero này. Đó, thép CRMO ha. Đó. Rồi tiếp theo là con 12 ly của Tone. Đó, những cái thương hiệu Nhật rất là quen thuộc ha, sản xuất nội địa Nhật ha, Japan. Đầu này là đầu 6 cạnh ha, đầu 6 cạnh. Rồi tiếp theo con 13 ly. Con 13 ly này của hãng Hit này. Hãng Hit Japan này ha. Đó, đã có xài rồi nhưng mà còn rất là ok ha. Rồi tiếp theo là con 14 ly. Con 14 ly này thì của Tone luôn nha, sản xuất nội địa Nhật này, của Hàn Tút chứ, Hàn Tút. Hai bên này thì người ta có trại trại tí không vấn đề hết, nói chung là anh em mình xài bình thường. Đó, 14 ly ha. Rồi tiếp theo là có con 15 ly này. Con 15 ly này thì nó đến từ thương hiệu Koto ha. Đó, thương hiệu hãng Koto 15 mm này. 1/2 ha. Rồi tiếp theo là con 17 ly. 17 ly này đến từ thương hiệu hãng Hero ha. Hero này, nó 1/2 ha. Bộ này là đủ số cho anh em mình xài luôn. Rồi tiếp theo là 19 ly. 19 ly này thì của thương hiệu hãng Tone luôn. Đó, Tone này 19 ly. Và cái con cuối cùng là con 22 ly. Đó. Con 22 ly này của thương hiệu hãng Mitoloy ha. Mitoloy. Đó. 22 ly giao dịch nội địa Nhật Saben. Rồi, cái bộ này là gồm có 9 khẩu nha, 9 khẩu 1/2 hết. Anh em mình mua về mình sử dụng trong gia đình mình bán rất là ok ha. Rồi cái bộ này em để giá cho mọi người là 280.000 nha anh em. Đó, tính ra thì cũng có 30.000 một khẩu thôi. Nó rất là mềm cho anh em mình sử dụng ha. Rồi, C93 giúp em nha. 280. Tiếp theo C94 thì em có hai cái khẩu bự nha. Khẩu này là 19 ly gần như là chưa có xài luôn, của thương hiệu hãng KTC. Đến về nói về thương hiệu KTC là một cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng ha. Đó, thì hai khẩu này nó gồm có là một khẩu 23 ly và một khẩu 25 ly nha anh em. Nó chung là nó mới tin, nó chưa có xài đâu, anh em mình yên tâm ha. Đó đây. Hai khẩu này nó mới tin là nó chưa có xài. Đó anh em mình mua về mình bán hay mình sưu tầm cũng được. Lưu ý đường kính của mình đường kính bự nha. Từ này qua này là được 19 mm ha, nên là cái nào là cái khẩu dùng cho cần 3/4 nha anh em. 19 mm ha, bự của KTC ha, 23 và 25. Đó, anh em mình chốt cặp này về mình sưu tầm được, rất là hay ha. Rồi mã số của cặp này là C94 giúp em nha. Đó, cái cặp này em để giá cho mọi người là 120.000 ha. 120.000 cho hai khẩu, rất là làm ok để anh em về xài nha, rất là nặng anh em, hai khẩu này nó nặng tầm khoảng nửa ký gói. C94 ha, 120 cho hai khẩu ha, về mình sưu tầm. Rồi C95 thì cũng vậy, nhưng mà nó có thêm cái khẩu 27 ly nữa, nó sẽ nặng hơn ha. Đây, ba cái khẩu này thì nó khá là nặng rồi, có khẩu 27 ly nữa này, KTC này. Đó, anh em thấy không, 23, 25, 27 ha, ba số lẻ. Đó, đây còn mới tin nha anh em, anh em mình ghép cái đồ bộ mình sưu tầm cũng được. Ba khẩu này bự nha anh em. Đó, anh em thấy không, ren cỏ đồ cũng mới tin nha. Này nặng cậu cá gần kg á. C95 ha, 200.000. Đây, ba khẩu ha. Đây, ba khẩu chỉ có 200.000 thôi nha anh em. C95, ba khẩu 200. Tiếp theo C96 thì em có cặp vít lùng. Đó, cái này chắc bán một con thôi, bán từng con cho anh em mình dễ mua ha. Nhiều khi anh em mình cặn con thôi. Cái này là nó mới chưa xài, còn tem nha anh em, có vừa sale nè. 620 nha, đầu vít dương BH2. Còn tem còn đồ luôn nha anh em. Đó, còn tem còn má vạch luôn. Đó, vừa sale ra Japan ha. Hai cái vít BH2 hết. Đó, còn tem còn đồ hết. Rồi.
Cái này nó mới chưa xài nha anh em, nó mới chưa xài. Rồi con này giá của mình là 50.000 một con ha, chưa có xài đâu, mới tin nha. Đó, này nó dài 5-6 sen thôi nha anh em. Dài được là 7 sen. Đó, 50.000 một con, anh em mình lấy hai con em bao ship luôn nha. Đó, hai con thì 100.000 bao ship. Còn con là C96 à 50.000. Theo C97 thì một cây vít hai đầu nha, của thương hiệu Made in Japan này. Mà cái này nó cứng của em vô rồi bị bả rồi mà rút chưa ra nè anh em. Anh em mình về có thể mình cho dầu vô mình ngâm lâu lâu rồi mình rút ra nha. Còn hiện tại là cái đầu mũi vít của mình Dương bên ngoài đang dùng này, rất là ok. Đó. Đây Made in Japan luôn nè anh em, trên thân vít cũng như là trên cán vít đều có ha. Đó, hàng nội địa Nhật anh em mình yên tâm ha, dùng ha. Đó. Đây, hai đầu nhưng mà cái này nó cứng quá em rút chưa có ra nên là bán giá rẻ cho anh em luôn ha. Dài được 20 sen ha. Rồi cái này em để giá là 70.000. À 70.000 thôi nha anh em. Đó. Vì anh em mình ngâm dầu rồi mình rút ra ha. Hai đầu là C97. 70. C98 thì cái này đẹp nè, cái này của Vercel nha anh em. Cái này là đầu mũi vít Dương BH3 nhựa trong màu vàng thế này. Đó, của Vercel ha. Đó. Mã mình là 730 đó. Đây. Đầu của mình còn rất là mới nha. Anh em thấy không? Đầu mũi vít Dương BH2 còn mới. Rồi cái này nó dài được là 20 sen luôn nha. Cái này em để giá 80.000 ha, của Vercel. Đó, C98 ha. 80 còn đẹp ha. Rồi, tiếp theo C99. Cái này em có cắn vít thư điện nè, mà cái này không có đồng đầu đũa nha anh em. Dòng này là cái đĩa là Vercel Lovote ha, sử dụng điện thấp này. Đó, anh em thấy không? Nè anh em về mình bỏ mũi vít vô mình xài ha. Rồi cái cắn này cắn không em để giá 80. Đó. Cắn không ha, 80.000. Cắn vít thư điện ha, của Vercel ha, C99 80. C100. Một cái cây mở ốc của Vercel nữa nè. Japan này anh em, của Vercel này đó, Japan nó nằm trên cắn này ha. Hàng của Vercel rất là dễ tìm ha. 9300 ha, và cái này là nó chuyên mở ốc 10 ly. Đó. Cái T này nó mở ốc 10 ly này, đó ha, đầu 6 cạnh. Của Vercel ha. Rồi cái cây T mở ốc 10 ly của Vercel này nó dài được là 26 sen ha. 26 sen cây T mở ốc 10 ly này 100.000 của Vercel Japan nha anh em. Vercel Japan. C100 ha, giá 100. 101. Một cây T khác ha, cây T mở ốc mới chưa xài luôn của thương hiệu KDR. Cái này là nó mở ốc 13 mm ha. Đây. Ba chữ sản xuất tại Nhật, này là sự chữ Kanji này. Đó, sản xuất tại Nhật ha, có ma vạch, ma tem đầy đủ. Trên thân nó cũng có để này, Made in Japan này ha, chuyên mở ốc 13 ly nha anh em. Đó. Một cây T ngắn ha. Rồi cái T này nó dài được là 16 sen ha, và cái phần chiều dài này nó được là 15 sen. Rồi cái này em cũng để giá là 100.000. C101 ha. 100. C102. C102 thì em có một cây nối ngắn ha, của thương hiệu Tone. Cái này mới tin nhờ anh em mình ghép cho đủ bộ rất là hay ha, nối ngắn ha. Đó, mới chưa xài nha anh em. Đó. Mới chưa xài cái này, cái khúc nối ngắn này nó để là 305 này, thì cái này nó dài được là 75 ly anh em. Đó, nó dài được là 75 mm này. Rồi cái khúc nối ngắn này em để giá là 50.000 ha. Còn mới tin luôn, chưa có xài. Đó, chưa có xài ha. C102 50. 103. Đây em có một cây cờ lê của KTC 14 ly ha, cái dòng này ha, rất là ngon. Đó, này nó keo thao, anh em mình gửi ra không vấn đề chết ha. Đó. 14 ly ha. Là đầu miệng nói chung là nó để lâu ngày thì nó lắm thôi, chứ còn ren cổ nó cũng nguyên vẹn ha. Đó. 14 ly, phần này gật gù. Phần này bánh cóc ha. Đó. Đó. Đây anh này bên trong có viên bi này, anh thấy không? Cái này mua mới được mát lắm anh em. Rồi cái cây 14 ly gật gù này nó dài được là 16 sen ha, của hãng KTC. Cái này 120 giúp em nha. Đó, 120.000. Của KTC ha, C103. C104. Một cây khóa KTC nhỏ nè. Đây, cái này còn mới đẹp, anh em mình ghép cho đủ bộ là rất là ok nha anh em. Cái này là số 6 và số 7 liền nè. Thép alloy steel nha anh em. Đó, tình trạng là còn mới nè. Cái này là anh em mình ghép cho đủ bộ nha, số 6 và số 7 nha anh em. KTC thép alloy steel này, Japan nè, bên này ha, KTC ha. Rồi cái này nhỏ nhỏ nhưng mà nó chưa xài, giá 80 ha. Anh em mình ghép cho đủ bộ giúp em ha. C104 nè, 80. C105 thì cái này nó là số 10 12 ha. Cái này thì hình thức nó dính sơn màu trắng, cái này luôn ha. Đó, dính sơn màu trắng, nói chung là
Cái này xài còn ngon, ngoại hình còn rất là ok ha. KTC thép alloy steel da ben này, sao giết được điện nhiệt chưa hát. Này thì người ta lắm sơn luôn thôi, nói chung là răng cỏ còn ngon lành. Cái này về mình xài là rất là ok ha. Rồi cái này em để giá là 70.000. Mã số là C105 ha, 70. Đó, C105 ha. C106 thì cái này là số 14 17 này của Nhật luôn ha, thép alloy steel da ben luôn. Đó, dao rít nội địa đời cũ luôn, da ben rồi dao rít đầy đủ ha. Rang cỏ nó còn đẹp nha mọi người. Đó, con này 14 17 rang cỏ còn đẹp. Con này giá 90 ha. 14 17. 90.000. C106 ha, 90. 107 thì một cây khóa của thương hiệu Seki ha, SEK ha. À, SEK là của thương hiệu Seki của Nhật ha, 15 ly. Đó, thép đúc khuôn ha. Còn mới nha anh em, còn mới tin nha. Đó, mở ốc 15 ly. Rồi cây Seki 15 ly này em để giá là 70.000. À, C107 ha. C107 70. 108. 108 thì em có một test lưỡi cưa cái này hàng 7. Em có bỏ thêm vào nữa. Đó, đây của hàng Kanzawa Hanriso này. À, nó sẽ gồm có là hai cái lưỡi cưa sắt này. Hai cái lưỡi cưa sắt này là em bỏ thêm vô cho mọi người này. Đó, hai cái lưỡi cưa sắt dài 25 và 5 cái lưỡi cưa loại hai bên nè, loại hai bên của Kanzawa này, cưa góc hẹp đó ha. Hanriso này, đó, tổng cộng là có 7 lưỡi ha. Đó, rồi 7 lưỡi này em để giá 80.000 ha anh em. 7 lưỡi này 80.000 ha. À, chiều dài lưỡi là 25 sen. Đó. C108 giá 80 ha. C108 80. C109. Một cái kìm ô quả rất là hay luôn. Cái này là của top ha. Cái này đầu tiên thì nó hay cái là cái đầu miệng của mình là nó có hai cục nhựa nha. Đó, hai cục nhựa, nói chung là đã có qua sử dụng rồi nhưng mà còn rất là ngon. Rang của mình là rang thiết kế kiểu dạng nhuyễn nhuyễn như này ha. Đó. Thương hiệu Top Japan, bên ngoài thì nó sẽ có một cái chui này và bên này nó có cái mở ốc nữa như thế này nữa ha. Đó, phần này là mình đồng nữa nè. Nó khá là độc lạ ha, rất là hay. Rồi cái kìm móc quả này nó dài được là 25 cm nha. Cái này em để giá cho mọi người là 150.000. À, cho cái kìm quả này. C109 giúp em. C109 150.000. À, C110 là một cái thanh lý một đóng kính này nè. Đó, trong về lấy gọng nha, này là toàn là gọng kim loại không à. Đó, có đôi này là kính mát vì anh em mình đeo liền được nè. Đó, kính mát cái màu ái ha, đi đường đó. Hôm trước là bán một đôi này 100.000 đúng là thanh lý luôn, cho mọi người mát cái gọng nữa nè ha. Đó, một đôi nè toàn là gọng kim loại không ha. Đó, về mình cắt kiến cái đôi này là kính mát này, về mình cắt chồng lại nè, hai đôi nè, ba đôi nè, bốn đôi nè, năm đôi nha anh em. Đây, toàn gọng kim loại không ha. Đó, một ba nè, 4 5 đôi ha, 5 đôi thanh lý 100.000 luôn nha anh em. 5 đôi thanh lý 100.000 luôn. Đó. Thanh lý về anh em mình lấy gọng được gì mình lấy ha. Đó, có đôi kính mát mình để mình dùng được rồi. Còn mấy kia mình thay gì mình thay. Ha, C101 100. 101 bây giờ bắt đầu em vào cho mọi người mấy cái kìm này, mấy kìm này sáng nay mới về nè. Đầu tiên em có một con thử đi biết lấy anh em, con này rất là hay nha. Cái này anh em thấy kiểu dáng này, con này rất là xịn ha. Thử đi biết nè, CB10150A này ha. Đó, cái này bên đây nó có cái phần cát như thế này đó ha, các kẽm các gì này em không rành ha. Đó, hai cái khe này, chỗ này là nó lưới cát dây điện này, phần chụp ốc này, răng cỏ nó còn mới đẹp ha. Cái kìm này rất là hay nha mọi người, của thương hiệu Thử đi biết. Đó, nó ngắn ngắn thôi nhưng mà cái này rất là chất lượng ha, nó dài được là 16.5 này. Đây. Cắt rất là bản ha, không biết là cái bên nào bên hông nó cắt gì ta. Nó cắt kẽm này anh em, nó cắt kẽm được luôn nha. Đây. Chắc là nó cắt kẽm gì đó, cắt kẽm luộc hay kia đó thì em rành. Đó, đây, cắt rất là ngọt ha. Cái này rất là hay ha. Đó, đa năng. 16.5 rồi, cái này em để giá là 120.000 ha. C111 giúp em của thương hiệu Therabit của Nhật. Ha, C3 số 1 ha. C111 120. C112. Cái này thì thương hiệu là M&M này, à, có dao rít nội địa Nhật này anh em, nó cái dao rít GES của Nhật này. Vỏ của mình là vỏ dài nha anh em, vỏ dài cách điện này. Đây. À, hình thức rang kìm nói chung là đã có qua sử dụng nhưng mà còn rất là ngon. Đây. À, cái ok hết ha. À, rồi cái này cũng tương tự dài 16 cm nha. Dài được 16 sen, cái này em để giá cho mọi người là C112 giá 80.
C112280. 113 là một cây kìm nhọn ha. Cây này nó đa năng này, thương hiệu AKM nha anh em. Nè, thương hiệu ABS của SK11 chứ, ABSK11 này. Nó hãng SK11 là cái hãng rất là nổi tiếng của Nhật ha. Nó cái này thì nó đa năng, cái là nó có ép cốt đồ này nọ này, lỗ tròn luôn. Kịp ốc luôn đó nha mọi người. Khá là hay. Thương hiệu SK11. Các cũng ngon lành ha, vỏ cứng nhúng. Cái có cái vỏ này nó hơi trơn trơn tí này, đó, nó hơi trơn trơn tí vì anh em mình dán keo tí nha, vỏ cứng nhúng mà. Cái này em ngâm dầu cái nó trơn trơn tí này, vì anh em mình có thể dán keo vào thêm. Rồi cái này nó dài được là 16 sen ha. Cái này nó vỏ trơn, anh em về dán keo tí nha, em để giá 90. C113 ha. C113 90. C114. Một cây cái kìm ha, của thương hiệu MM đây này ha. Đó giống như nãy đó, 20 năm bên, cái này cũng mới nha. Còn đẹp. Này chắc nó được chưa xài ha, còn mới rất đẹp ha, vỏ đồng đẹp. Các còn ngon lành ha. Rồi cây này em để giá 140 ha. Dài 19 sen còn mới đẹp. Cái này M&M hàng 7, nhưng mà cái này chắc nó gia công này lon quá. Dài 19 sen thôi, em để giá cho người 130 thôi. Đó, mới đẹp ha, dài 19 sen. C114 ha, 130. Tiếp theo C115 và cũng là mã số cuối cùng. Đó là một cây kìm của Nhật này, cái này là dao xích đời cũ này. Thương hiệu KSS ha, Japan là đầy đủ hai dập kìm nha mọi người. Rang kìm được cũng ngon lành, không có mẻ miếng gì ha. Đây. Con này ra sao? Nhật lưỡi cát nó ngọt sợt ha. Cái này là lưỡi cát rất là ngon ha, và cũng dài 19 sen. Cái này là của sản xuất ở Nhật này. Đó, dài 19 sen, con này 150 ha. 150.000. Đó, C115 ha. C115 150.000. Rồi, em Thắng xin kết thúc clip tại đây ha, và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.